Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1071-1071 Đối với mình thực lực, mộ dung băng vân lại biết rõ rành rành, bột phát lúc, hậu kỳ võ đế cự phách cũng đã bị nàng đánh bay, nhưng bây giờ, người kia gắt gao kẹp ở trên người hắn, tư thế mập mờ, để cho nàng tức giận đồng thời, cũng khiếp sợ không thôi, khó trách người này có thể đem ta phiêu miểu cung làm cho một mảnh hỗn độn, thậm chí thượng quan cổ phong tông thượng đô bị kinh động. Quả nhiên mạnh đáng sợ. Mộ dung băng vân kinh sợ, càng làm nàng nghi ngờ là, chẳng biết tại sao, người sau lưng lại mơ hồ cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, phản phất chính mình từng tại địa phương nào gặp qua tựa như, nhưng này làm sao lại thế, nàng quanh năm tại phiêu miểu cung bên trong bế quan, rất ít tại ngoại giới đi lại, như thế nào có thể đã từng nhìn thấy qua hắn. Nàng kinh sợ, càng thêm khẩn cấp muốn thoát ly trưởng khống, bởi vì nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, có loại nguy cơ đi tới cảm giác quanh, mộ dung băng vân điên cuồng phóng thích chân nguyên trong cơ thể, lại, từng đạo thất thải hào quang ở trên người nàng nở rộ, đủ loại quy tắc chi lực quanh quẩn, là trời sinh linh thể đang bùng nổ quy lực, cùng tầng trần ở giữa bắn ra hùng hồn năng lượng cùng với sáng chói hào quang. Tại tiếng bịch bịch bên trong, bọn hắn va chạm kịch liệt, ông, mộ dung băng vân trên thân, đột nhiên tràn ngập một đạo thất thải chi lực, hóa thành hai đạo cánh chim đồng dạng, muốn đem tầng trần bao khỏa, phong tỏa trong đó tiến hành dung luyện, đây là nàng tu luyện bí thuật, thất thải quan mang bên trong, đủ loại quy tắc chi lực quanh quẩn, là trời sinh linh thể hình thành bí thuật. Cái thế vô song, vốn là, nàng còn không nghĩ thi triển, nhưng giờ khắc này, nàng không thể không lộ ra ngoài, một khi đem đối thủ bao khỏa, đáng sợ quy tắc chi lực sẽ đem đối thủ cầm tù trong đó, luyện hóa thành một bãi máu sền sệt, tầng trần tự nhiên đối kháng kịch liệt. Song quyền như thiểm điện hướng về phía trước quanh ra, hơn nửa hai chân của hắn chỗ đối phương trên eo nhỏ. Liều mạng dùng sức, hai cái đùi phát sáng, giống như dao long quấn quanh, muốn cắt đứt cái kia vòng eo thon gọn, mộ dung băng vân xấu hổ, loại chiến đấu này tư thế quá mức, cái này khiến nàng muốn giết người, loại kia nam tử hơi thở lửa nóng dán chặt lấy nàng, song phương da thịt đều ở đây kết thúc, nàng nổi giận, tóc dài đầy đầu hào quang rực rỡ, màu da trắng nõn ống ánh. Mỹ lệ trên gương mặt viết đầy tức giận cùng sát ý, đây là một cái mỹ nhân, kinh thế mỹ nhân, không thể không nói, gương mặt hoàng mỹ không một tì vết, giống như là ngọc thạch, một điểm tì vết cũng không có, hơn nữa hai đầu lông mày, còn có một tia thượng quan hy nhi phong vận, nhưng tần trần lại trí chi không để ý, cường thế bộc phát, ầm ầm, mấy phen bắt không được sau đó. Tần trần nổi giận, trên thân lôi quang nở rộ, trong khoảnh khắc phiến thiên địa này biến thành lôi đình hải dương, từng đạo lôi quang xuyên thấu mộ dung băng vân phòng ngự muốn tê liệt thân thể của nàng a à. mộ dung băng vân kiều hừ cái này lôi quan quá kinh khủng ẩn chứa uy lực của thiên kiếp mặc dù khôi giáp của nàng cùng huyết mạch chi lực che cản đại bộ phận nhưng vẫn là có bộ phận lôi quan rót vào đến rồi thân thể của nàng đối với nàng phát động tiến công tần trần gặp hữu hiệu lập tức vận dụng bí thuật song quyền phát sáng lôi đình vạn đạo rậm rạp chằng chịt sấm sét không ngừng đánh xuống xuống tất cả đều đánh vào mộ dung băng vân trên thân, ngoài ra, hai chân của hắn cũng tại phóng điện, khóa lại mộ dung băng vân eo, đôi quan tràn ngập, tại tê liệt mộ dung băng vân nửa người dưới. Loại cảm giác này quá nhạy cảm, mộ dung băng vân chợt cảm thấy hạ thể tê tê dại dại, hơn nữa truyền đến đau đớn, nổi giận đang xen, giờ khắc này, tầng trần công kích có hiệu quả, mộ dung băng vân kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng bị thương, liền thất thải áo giáp đều không thể ngăn cản tầng trần ăn mòn a à, ta với ngươi liều mạng mộ dung băng vân tức giận cả người đều ở đây bành trướng hùng hùng năng lượng nàng tức giận vô cùng mà xấu hổ đối phương giống như là thuốc cao da chó một dạng dáng tại phía sau lưng nàng bên trên thực sự là lẽ nào lại như vậy nàng là ai phiêu miễu cung thiếu cung chủ loại này dây dưa trạng thái quá mập mờ hơn nữa trong cơ thể nàng khí lực đang chảy mất lôi quang phía dưới rõ ràng cảm nhận được lực bất tòng tâm. Cho nên, nàng bạo phát, bởi vì nàng biết tiếp tục nữa, chính mình tất nhiên sẽ bị tóm ở, quanh, mộ dung băng vân trong thân thể đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, nàng toàn thân phát sáng, bên ngoài thân lưu chuyển ra đủ loại phù văn, trong thân thể, giống như là có một loại nào đó hồng hoang dị thú thức tỉnh đồng dạng, bạo phát ra kinh thế thần uy, phúc. Tần trần kêu trên, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, Hắn suýt chút nữa bị mộ dung băng vân tránh thoát, đây là một cổ sức mạnh đặc thù, trực tiếp muốn đem Tần Trần thiêu hủy, linh hồn phong bạo Tần Trần gầm thét, hắn không có tiếp tục dùng nhục thân đi cùng mộ dung băng vân rối rắm, lôi điện huyết mạch phá vỡ phòng ngự của nàng sau đó Trong bi tâm phát sáng, trực tiếp phải dùng lực lượng linh hồn trấn áp mộ dung băng vân Thậm chí, muốn đem mộ dung băng vân nô dịch, lập tức một cổ kinh khủng linh hồn xung kích trong nháy mắt phóng tới mộ dung băng vân, mộ dung băng vân thần giác vô cùng nhạy cảm, cảm ứng vượt xa bình thường, thời khắc mấu chốt, nàng trong mi tâm bỗng dưng nổ bắn ra một đạo thần hồng, hóa thành vô tận hồng quang bạo trảm mà đến, cái này hồng quang, sát ý bừng bừng, phản phất ẩn chứa thế gian tối cực hạn sát đạo ý cảnh. Lại xuyên lôi điện chi lực, cùng tầng trần linh hồn phong bạo trong nháy mắt đụng vào nhau, phốc, hai cổ lực lượng linh hồn va chạm song song phai mờ, trong hư không hóa thành hư vô, tần trần lấy làm kinh hải. Một chiêu này, hắn ban đầu ở cổ lo lắng giới liền từng thấy mộ dung băng vân thi triển qua, không nghĩ tới mới lâu như vậy không thấy, mộ dung băng vân một chiêu này lại đáng sợ như vậy. Thậm chí có thể cùng linh hồn của hắn phong bạo đánh đồng, đáng tiếc, luận lực lượng linh hồn, mộ dung băng vân so với tần trần vẫn là kém quá xa, vạn thần tịch diệt. Linh hồn phong bạo sau đó, Tần trần trực tiếp thi triển vạn thần tịch diệt, từng đạo vô hình lực lượng linh hồn thiên ti vạn lũ, phô thiên cái địa, trong nháy mắt tiến nhập mộ dung băng vân não hải. Nhanh chóng tới gần linh hồn của nàng hải, thành công. Tần trần trong lòng cuồng hỉ, vô số linh hồn chi lực đi thẳng tới mộ dung băng vân linh hồn trên biển khoảng không, muốn đối nàng tiến hành nô dịch, nhưng này lúc, ông, mộ dung băng vân trong đầu hiện lên một cổ đặc thù sức mạnh, một đạo khó hiểu phức tạp phù văn xuất hiện, Tản mắt ra lệnh, Tần Trần đều sợ hãi khí tức. Quanh một tiếng, lại trong nháy mắt đem Tần Trần vạn thần tịch diệt cho đánh tan tới, đem Tần Trần linh hồn lực trong nháy mắt tất cả đều phai mờ. Đây là lực lượng gì? Tần Trần giật nảy cả mình, đây tuyệt đối là một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, dùng để bảo hộ Mộ Dung băng vân linh hồn hải, làm hắn người vô pháp đem nàng đoạt xá, mà Mộ Dung băng vân bây giờ cũng đánh thức, trong lòng càng thêm kinh hãi chính mình lúc trước suýt chút nữa bị nô dịch. Nàng lòng còn sợ hãi, suýt chút nữa hồn bay lên trời, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, kém một chút, nàng liền bị đoạt xác, tất nhiên không thể đoạt xá, vậy ta chịu trói cầm xuống ngươi, kết quả cũng giống như vậy. Tần trần nổi giận, sát lục quy tắc nở rộ. Quanh một tiếng vỡ ra mộ dung băng vân phòng ngự, kinh khủng sát lục quyền ý nhập thể, mộ dung băng vân cuối cùng gánh không được, phốc cốc cốc, Há mồm phun ra một muộn máu tươi, rầm rầm rầm, Tần Trần thấy thế, điên cuồng ra tay, cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh phía mộ dung băng vân đầu người, a. À. Bước ngoặt nguy hiểm, mộ dung băng vân kiều giận, nàng toàn thân phát sáng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mi tâm có một đạo hồng quang xuất hiện, lệnh Tần Trần trong lòng đều hồi hộp, cảm thấy nguy cơ quanh, hắn vội vàng nghiêng đầu, muốn tránh thoát đạo này hồng quang, có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là đạo này hồng quang không phải xông về hắn, vẫn là xông thẳng tới chân trời, phù một tiếng, lại xuyên thấu thánh dược vườn trận pháp vòng bảo hộ. Trực tiếp xuất hiện ở phiêu miểu cung bên trong, quanh, hồng quang bộc phát ra, cái kia chói mắt hào quang, trong nháy mắt làm cả phiêu miểu cung người đều có thể thấy rõ ràng, không tốt, bại lộ. Tần trần trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Ánh mắt âm trầm, sáng chói hào quang trực tiếp tại thánh dược viên bầu trời nổ tung, hào quang rực rỡ, quang hoa ngàn vạn hết sức chói mắt cùng chói sáng kinh động đến toàn bộ phiêu miểu cung tất cả mọi người a à, đó là cái gì cái chỗ kia là thánh dược viên a à. như thế nào đột nhiên có một cổ đáng sợ như vậy sức mạnh nở rộ loại khí tức này có điểm giống là thiếu cung chủ sức mạnh a à. phiêu miểu cung bên trong tất cả mọi người đều đã bị kinh động nhao nhao ngẩng đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên hết sức kinh ngạc cùng hiếu kỳ mà cùng một thời gian thượng quan cổ phong cùng a ma cái mấy người cũng thấy được đạo này hồng quang mấy người đầu tiên là sửng sờ chợt kinh hãi không tốt chẳng lẽ mộ dung băng vân tại thánh dược viên xảy ra chuyện gì thượng quan cổ phong sắc mặt lập tức thay đổi thánh dược viên là phiêu miễu cung hạch tâm nhất bảo địa một trong ẩn chứa trong đó phiêu miễu cung cái này mấy trăm năm qua từ đại lục các nơi tân tân khổ khổ cướp đoạt mà đến rất nhiều nghịch thiên linh dược, tất cả đều trồng trọt ở đây, gọi là phiêu miểu cung hậu cần đại bản doanh, nếu như thánh dược viên xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối là cái cự đại thiệt hại. Nhưng mà tương đối thánh dược viên, thượng quan cổ phong quan tâm hơn, nhưng là Mộ Dung Băng Vân, những người khác không biết Mộ Dung Băng Vân thân phận, nàng thân là thượng quan Hi Nhi thân cô cô, Mộ Dung Băng Vân thân phận nàng lại không biết, không tốt, nếu như Băng Vân xảy ra chuyện gì, để cho ta như thế nào hướng Hi Nhi giao phó. Giờ khắc này, nàng là thật sự biến sắc. Thân hình thoát một cái, liền hướng lấy Thánh dược viên chỗ bạo lướt mà đi, giờ khắc này ở Thánh dược viên ngoại yên tĩnh trông coi cái kia một đội một đội kia hộ vệ tự nhiên cũng nhìn thấy đỉnh đầu nổ tung cái kia một đạo thất thải hào quang, các nàng sững sờ sau đó, cũng là lập tức phản ứng, Thánh dược trong vườn hẳn là xảy ra chuyện, từng cái sắc mặt nhau nhau đại biến, đội trưởng, làm sao bây giờ? Thiếu công chủ sẽ không ở bên trong xảy ra vấn đề gì a? À? Mau nghĩ biện pháp a một đám người tất cả đều lo lắng có thế các nàng mặc dù đang thánh dược trong vườn tuần tra nhưng lại căn bản không có tiến vào thánh dược vườn tư cách cũng không lệnh bài cái này cũng là vì phòng ngừa thánh dược viên ngoài ý muốn nổi lên thế là các nàng một nhóm người này chỉ có thể ở thánh dược viên ngoại lo lắng xuân lại không có chút nào biện pháp giải quyết đáng chết vậy mà bại lộ thánh dược trong vườn tần trần vừa kinh vừa sợ hắn mặc dù biết chính mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ nhưng lại không ngờ tới vậy mà lại bại lộ sớm như vậy, hừ, ta khuyên ngươi, sớm đầu hàng, ngươi là không có khả năng chạy trốn ra ngoài, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng, chỉ cần bị ta phiêu miểu cung cao thủ vây quanh. Ngươi chắc chắn phải chết, không có người có thể cứu được ngươi, nhưng nếu là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, nói ra mục đích của ngươi, quỳ xuống dập đầu nhận sai, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Phóng xuất ra đạo này hồng quang sau đó, Mộ dung băng vân ngược lại bình tĩnh lại, nàng cho dù là bị tầng trần hai chân quấn quanh lấy, khóe miệng chảy máu, có thế tư thái vẫn như cũ cao cao tại thượng. Trong ánh mắt không có một vẻ bối rối cùng khẩn trương, có ngược lại chỉ là cao ngạo, bởi vì nàng rất chắc chắn, một khi chờ thêm quan cổ phong tông lên tới tới, phía sau mình tên kia khó thoát khỏi cái chết, bây giờ nàng duy nhất buồn bực, là đối phương tư thái, như thế quấn quanh ở trên người nàng, làm nàng xấu hổ giận dữ cùng tức giận, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao tất nhiên sớm bại lộ cái kia cũng không có gì lớn tần trần cười lạnh đối phương cho là ăn chắc hắn sao mặc dù mộ dung băng vân sớm kinh động làm rối loạn kế hoạch của hắn nhưng đối với tần trần tới nói bất quá kế hoạch trước thời hạn một chút mà thôi đương nhiên việc cấp bách là tối trọng yếu là thừa dịp thượng quan cổ phong bọn người đến trước đó cầm xuống mộ dung băng vân bởi vì chỉ có dạng này hắn rời đi chắc chắn mới có thể lớn hơn nữa, còn có một chút thời gian, hiện tại cao cao tại thượng, đợi lát nữa bị ta bắt sau đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào cao quý mấy ngày liền. Tần Trần quyết tâm, không lưu tay nữa, phía trước còn sợ động tĩnh quá lớn, kinh động thánh dược viên ngoại người, nhưng bây giờ, hắn không chút kiên kỵ. Oanh, hắn thi triển ra thần thông kỳ ảo, bất diệt thánh thể để bắt trọng tu vi bị thôi động đến cực hạn, dốc hết toàn lực chém giết gần người, lại sát lục quyền ý bộc phát cùng cuộn quy tắc phóng lên trời quyền ấn như hồng hắc quan dậy sóng không ngừng đánh phía mộ dung băng vân mộ dung băng vân nguyên bản biểu lộ còn rất cao ngạo đâu bởi vì nàng cùng tần trần giao thủ lâu như vậy tự xưng là đối với đối phương thực lực hiểu rất rõ hoàn toàn có thể ngăn cản được đối phương thẳng đến thượng quan cổ phong tông bên trên đuổi tới nhưng bây giờ nàng biến sắc thực lực của đối phương vậy mà tại trong nháy mắt có tăng vọt nàng trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn nói bình thường nhất chỗ lúc trước cái kia một đôi đùi kẹp ở phần eo của nàng nàng còn có thể phản kháng nhưng bây giờ cái này một đôi đùi sức mạnh chợt bộc phát đem nàng hông đều nhanh bẻ gãy quanh tầng trần toàn thân bộc phát chân nguyên cùng mộ dung băng vân sát người vật lộn lần này là thật sự thiếp thân hai người da thịt cắt gao dựa chung một chỗ cho dù là có thất thải khôi giáp ngăn cản cũng vô dụng cái kia mảnh liệt nam tử khí tức thổi tới nàng gái căng. Lông tơ đều dựng lên, nổi giận đang xen, không tốt, tiếp tục như vậy ta lập tức cũng sẽ bị bắt, không thể để cho hắn đắc thủ. Mộ dung băng vân hoảng sợ, giờ khắc này cũng triệt để không đếm xỉa đến, không cố kỵ nữa chính mình ưu nhã tư thế chờ, trời sinh linh thể nở rộ thần uy, đủ loại quy tắc quanh quẩn, cả người phóng lên trời, không ngừng tự sát thức va chạm. Tỷ như, quanh thân nàng hào quang bành trướng, trực tiếp bảo tiếp đó lui, quanh một tiếng vọt tới hậu phương dược sơn vách đá, quanh một tiếng, đây là thánh dược viên, khắp nơi đều có trận pháp quanh quẩn, cái kia vách đá cứng rắn vô cùng, tầng trần hừ lạnh một tiếng, phía sau lưng của hắn bền chắc đụng vào tòa này nham thạch ngọn núi phía trên, cả ngọn núi phanh nổ tung. Cái kia uy lực quá kinh khủng, có thế tầng trần nhưng chỉ là hừ lạnh, cũng không nhận được ảnh hưởng, song quyền không ngừng oanh ra, mộ dung băng vân trâm gài tóc bị oanh bạo, sợi tóc tán loạn, tóc tai bù xù, hơn nữa tầng trần hai chân giảo động, tầng tầng chân nguyên bộc phát, kéo dài mà vào, cho dù bị cái kia thất thải áo giáp ngăn cản, vẫn như trước làm vỡ nát mộ dung băng ngọc thiếp thân y vật. Phanh, hai người cứ như vậy lăn lộn, ngã xuống tại bụi mù trong bùn đất, hết sức mập mờ cùng chật vật, nhưng tầng trần trên thực tế không ngại. Hắn bất diệt thánh thể vẫn như cũ bước vào để bác trọng, lại trải qua qua nhiều lần diệt thế lôi kiếp, dục thân cường độ có thể nói cả thế gian ít có, trùng kích như thế có thế chấn thương vậy hậu kỳ võ đế cự phách. Nhưng đối với Tần Trần mà nói lại chỉ có thế mang đến một chút đau đớn, căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn phát huy, rầm rầm rầm, giờ khắc này, trên thân hai người không ngừng bộc phát hồng quang, lẫn nhau hung hăng xung kích, mộ dung băng vân quần áo trên người trong nháy mắt bị vỡ vụn, Tần Trần cánh tay cùng đùi cũng lộ ra ngoài, nếu như không phải mộ dung băng vân trên người thất thải áo giáp thủ hộ. Hai người cơ hồ là tại chạy trần trùng, nhưng dù cho như thế, mộ dung băng vân cũng nổi giận đang xen, nàng thét lên, cảm giác cay con mắt, nàng xấu hổ giận dữ, tên khốn kiếp đáng chết này, cánh tay cùng đùi cũng không có quần áo, trơn bóng, hơn nữa, còn dạng này cùng với nàng dây dưa, nhưng nàng gắt gao kiên trì, bởi vì nàng biết, thượng quan cổ phong tông bên trên ác hẳn đã khởi hành chỉ cần kiên trì đến thượng quan cổ phong tông lên tới tới liền kết thúc, tần trần tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩ của nàng, cho nên tại giành giật từng giây, rầm rầm rầm, tần trần song quyền xoay tròn, điên cuồng chú ý phía dưới, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, hơn nữa, hắn trong mi tâm không ngừng có hồn quang nở rộ, banh kích mộ dung tần trần rất rõ ràng, chính mình mặc dù không cách nào đem mộ dung băng vân nô dịch, nhưng linh hồn như vậy công kích, đủ để khiến nàng phát huy thất thường, không thể phản kháng, cuối cùng tại tầng trần cường thế ra tay phía dưới, mộ dung băng vân biến sắc, a à. Nàng não hải kịch liệt đau nhức kinh khủng kia công kích linh hồn không ngừng xung kích xuống, nàng lập tức đầu ván mắt hoa. Hơn nữa tầng trần sức mạnh quá mạnh mẽ, trong nháy mắt cắn nát chân khí của nàng phòng ngự, phốc, tầng trần tay trưởng cuối cùng nắm được cổ của nàng, cắt gao dây dưa kéo lại nàng, song phương nhục thể tiếp xúc, tư thế rất mập mờ, cũng vô cùng hung hiểm, giờ khắc này, Tần Trần cuối cùng hoàn toàn đột phá Mộ Dung Băng Vân phòng ngự, đem nàng kiềm chế ở, phốc phúc phúc phốc. Tần Trần hai tay điên cuồng chỉ vào, từng đạo chân nguyên cấp tốc tràn vào Mộ Dung Băng Vân cơ thể, phải phong tỏa lực lượng của nàng, Mộ Dung Băng Vân kinh sợ phản kháng, nhưng Tần Trần khí thế triệt để bộc phát, đem nàng áp chế cùng giam cầm, quanh, đúng lúc này, thánh dược viên bầu trời trận pháp trong nháy mắt được mở ra, một cổ khí tức kinh khủng phủ xuống, tiếng xé gió bên trong thánh dược viên bầu trời phút chốc xuất hiện vô số thân ảnh đồ sộ, cao lớn vô cùng, giống như từ trên trời giáng xuống thần linh, mà đầu lĩnh một người, chính là thượng quan cổ phong, thân thể còng xuống, trong thân thể lại ẩn chứa kinh thế thần uy, giống như phun trào trước núi lửa, nội liễm thâm trầm, thượng quan cổ phong bọn người trước tiên chạy tới, nhưng lại đã chậm. Bởi vì tần trần đã đem mộ dung băng vân khống chế trong tay, một cái nắm nàng như thiên nga trắng nõn cổ, bắt sống, mà hai chân của hắn còn chưa kịp lúc thả ra, thượng quan cổ phong bọn người xông vào thánh dược viên phía sau, đầu tiên nhìn thấy chính là tầng trần cưỡi tại mộ dung băng vân trên thân, hai người quần áo tổn hại, hết sức mập mờ, da thịt kề nhau, quá bốc lửa. Loại này tư thế để cho người ta chấn kinh, cho là đi nhầm sân bãi, bởi vì mộ dung băng vân mười phần chật vật, tóc tai rối bời, chiến đấu kịch liệt làm nàng thở gấp liên tục, trên mặt hiện ra đỏ mặt, để cho người ta không thể không mơ màng, thả ra băng vân. Thượng quan cổ phong trước tiên gầm thét, nhìn thấy phía dưới một màn này, trong mắt đều nhanh trừng bạo. Tức hỗn hển, có huyết khí sông thẳng lên trời, muốn đổ tung phía chân trời, ầm ầm, bầu trời giống như là trong nháy mắt đi tới đêm tối, khí tức kinh khủng đang cuộn trào, đang bùng nổ, muốn hủy thiên diệt địa, cái này quá kinh khủng, thượng quan cổ phong vẹn vẹn khí thế phun trào, liền để thiên địa không thể chịu đựng, muốn nổ tung đồng dạng, dê sồn, mau buông ra băng vân. Bằng không ta muốn ngươi chết. Thượng quan cổ phong kìm nén không được, trước tiên động, trong thân thể lửa giận phun trào, đều phải đem nàng cho đốt cháy, quanh, nàng xa xa đánh tới, một cổ lực lượng đáng sợ buông xuống, muốn từ tầng trần trong tay đem mộ dung băng vân cứu đi ra, tầng trần kinh ngạc, thượng quan cổ phong loại biểu hiện này rất là đặc biệt, làm hắn có chút hồ nghi nhưng tần trần trên mặt lại không có bất luận cái gì khẩn trương, tay phải nắm vuốt mộ dung băng vân cổ, tay trái từ phía sau ôm lấy đối phương, lạnh lùng nói, lui ra phía sau, bằng không ta giết nàng. Tần trần trong lòng bàn tay có hồng quang lấp lóe, sát khí lẫm nhiên, rõ ràng chỉ cần thượng quan cổ phong động thủ, liền sẽ đem mộ dung băng vân cổ cho bóp gãy, tuyệt sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Ngươi Dừng tay Thượng quan cổ phong sợ hãi cả kinh, lấy sau so lúc đến tốc độ nhanh hơn lùi lại trở về lạnh giọng nói các hạ dám động người này một cây lông tơ lão thân thề lên trời xuống đất cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh a à, cái này lão yêu bà thái độ có chút cổ quái a à. Tần trần kinh ngạc càng thêm nghi ngờ bởi vì hắn hiểu rất rõ thượng quan cổ phong loại người này lợi ích trên hết không một chút nhân tính mặc dù mộ dung băng vân là phiêu miễu cung thiếu cung chủ nhưng dù sao chỉ là phiêu miểu cung bồi dưỡng đệ tử, tại thượng quan cổ phong loại người này trong mắt, phiêu miểu cung đệ tử e rằng cũng là các nàng dưới quyền một con chó mà thôi, thiếu cung chủ mặc dù tôn quý một chút, nhưng là chỉ là địa vị hơi cao một chút cẩu thôi. Nhưng bây giờ thượng quan cổ phong thần sắc cùng tư thái, cũng rất khiến người ngoài ý, đối với mộ dung băng vân càng là hết sức quan tâm, vô cùng chỉ sợ tần trần thương tổn tới mộ dung băng vân, cái này khiến tần trần ngoài ý muốn, trong lòng càng thêm kinh nghi, thượng quan cổ phong rõ ràng cũng cảm thấy sự thất thố của mình, sắc mặt lạnh lẽo, liền khôi phục trấn định. Mắt lộ ra hàng mang, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bắt giữ ta phiêu miểu cung một cái đệ tử, liền có thể uy hiếp được lão thân sao. Tông bên trên đại nhân, ngươi xem thánh dược viên. Mà lúc này, hoa linh võ đế mấy người cũng chạy tới, nhìn thấy thánh dược trong vườn tràn cảnh, lập tức thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, đây là bực nào sợ hãi âm thanh, sau gặp quỷ còn kinh khủng. Giống như hồn đều phải bay, đang rung rẩy, kèm theo thanh âm của nàng, rất nhiều phiêu miểu cung cường giả sửng sốt một chút, liền nhìn hướng bốn phía, bởi vì Tần Trần cùng Mộ Dung Băng Vân mập mờ tư thế, dẫn đến các nàng sau khi đi vào, lần đầu tiên chú ý đến là Tần Trần cùng Mộ Dung Băng Vân, lại đã quên mình bây giờ nhà là thánh dược viên, ngay từ đầu thật, nhưng bây giờ lấy lại tinh thần, lại cả đám đều bị dại ra, cái này cái này, đám người đang run rẩy, đang sợ hãi, đang run rẩy, trong mắt đều phải trừng bạo, cả đám trợn mắt há mồm, cái này. Đại gia thật là tại thánh dược viên sao, cái này căn bản là một mảnh đất hoang a, không, nói đất hoang còn sĩ cử nó, cái này căn bản là một vùng phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bị cày qua vậy mặt đất, không có một cây linh dược còn lại, quả thực là một mảnh đất cằn sỏi đá một chút chưa từng tới bao giờ thánh dược vườn phiêu miểu cung đệ tử vẫn còn hảo, không có lớn đặc biệt cảm xúc, có thể lên quan cổ phong bọn người, lại kinh sợ cơ thể đang run rẩy, đường đường đỉnh phong võ đế, vậy mà không khống chế được thân thể của mình cử động. Đây là bực nào phẫn nộ, người đối với thánh dược viên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thượng quan cổ phong rung giọng nói, thánh dược trong vườn có thể trồng trọt phiêu miểu cung mấy trăm năm nay cướp đoạt tới đủ loại linh dược trân quý đâu nhưng bây giờ những linh dược này đâu liền thuốc căng đều không còn lại một mảnh a à, a à, đây là các ngươi phiêu miểu cung thánh dược viên sao bản tọa mới vừa đến ở đây phát hiện nơi này có rất nhiều cỏ dại liền thay các ngươi phiêu miểu cung quốc rơi mất không cần cám ơn a à. tần trần cười hít mắt nói cỏ dại cỏ dại em gái ngươi a à, hoa linh võ đế trực tiếp một nguồn máu tươi phun ra song song cho dù có thượng quan cổ phong tông bên trên tại chờ cung chủ trở về nhìn đến đây tràn cảnh, nàng cũng muốn xong đời, các hạ, ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội chính là thì sao? Nhanh chóng thả ra ngươi trong tay người. Ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra nơi này linh dược, lão thân có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng, bằng không, lão thân nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Thượng quan cổ phong dù sao cây độc, trước tiên trấn định lại, lạnh lùng nói, đồng tử bên trong, hàng ý phun trào, sát khí lẫm nhiên trong miệng nàng nói như vậy lấy trong lòng nhưng là sát khí phun trào tha đối phương một mạng làm sao có thể chờ mộ dung băng vân sau khi an toàn nàng nhất định phải đem người kia nghiêm hình tra tấn đem thần hồn rút ra đi ra đốt đèn tế luyện thành oan hồn mới có thể giải tâm đầu mối hận ha ha ngươi cho ta là ngu si sao tần trần cười nhạo một tiếng cái này thượng quan cổ phong đức hạnh gì hắn hiểu rất rõ bất quá buông tha hắn nói đùa đối phương không chắc trong lòng đã hiện ra hàng trăm hàng ngàn loại video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký